Minh Toàn xin trân trọng mến chào anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại bãi biển Bãi Cháy và giờ này thì là khoảng 17 giờ kém 5. Và tại bãi biển Bãi Cháy thì vào đây là cái mùa hè, thế thành ra là cái lượng khách du lịch về với biển Bãi Cháy rất là đông. Để biển Bãi Cháy mà ngày hôm nay để cho du khách về đây cũng là cái dịp 30/4, 1/5, đợt này là cuối dịp lễ rồi nhưng mà du khách về đây rất là đông. Hôm nay Minh Toàn xin phép là đi quay một số cái hình ảnh quanh khu vực bãi biển Bãi Cháy thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta cùng với Minh Toàn đi xem biển Bãi Cháy như thế nào để cho anh chị và các bạn có cái hành trình du lịch của mình khi mà đến với Hạ Long nói chung và biển Bãi Cháy nói riêng. Ra biển Bãi Cháy thì nó có nhiều cái để mà chúng ta thưởng thức, ví dụ tắm biển, rồi là đá bóng, đánh bóng chuyền, vui chơi giải trí. Ở đây có một cái tốp em rất là xinh gái. Nếu anh chị và các bạn quan tâm về bãi biển Bãi Cháy nói riêng cũng như là ở Hạ Long nói chung thì mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được theo dõi những video mới nhất về biển Bãi Cháy cũng như là ở Hạ Long. Và không biết là các bãi biển khác như nào, nếu mà bãi biển Bãi Cháy anh chị thấy như nào thì hãy cùng để lại cái bình luận xem về anh chị đánh giá về bãi biển Bãi Cháy như nào và xem cái mức độ là bãi biển nơi nào là bãi biển đẹp nhất ở khu vực này. Đây, Minh Toàn đang dừng tại vị trí nơi này bởi vì là thấy một số cái mà nó rất là đẹp ở bãi biển Bãi Cháy. Các em xinh gái về đấy tắm biển rất là nhiều. Đây có hai em luôn. Về biển Bãi Cháy thì đây là một cái bãi biển nhân tạo và đây là một cái bãi biển mới của Bãi Cháy ở Quảng Ninh. Ở cái cát mà anh chị đang nhìn thấy ở đây là cái dòng cát trắng, là một cái dòng cát mà được hút ở các cái nơi khác để về với bãi biển, đổ về bãi biển Bãi Cháy. Và đây là cái bãi biển Bãi Cháy mới, chứ không phải là bãi biển Bãi Cháy cũ. Nếu mà bãi Cháy cũ thì nó cách ở bãi biển này khoảng 1 km. Đi tắm biển có cái túi này rất là tiện
tiện lợi luôn. Đấy, một túi đựng để chống nước cho điện thoại và có thể là bỏ cả nước, bỏ cả thuốc và mọi thứ. Em gái tạo dáng khá là sexy. Ở đây thu hút rất là nhiều cái bạn trẻ, rất là bạn trẻ về đây, bởi vì nó có những cái người mà đưa trẻ con về đây chơi các cái cầu trượt như thế này. Đấy, cầu trượt xa xa, đằng xa xa xanh xanh đầu kia. Đấy, đấy là cái cầu trượt. Trẻ em thì là thường thường về nơi đây thì thích chơi những cái trò chơi đấy, hoặc là có thể là ví dụ chơi một số cái trò chơi ở trên này. Đấy. Minh Toàn có khả năng là thấy em gái này có cái hình xăm rất là đẹp luôn. Đấy. Cái bãi biển bãi cháy thì năm nay mới bắt đầu là khánh thành. Đấy là bãi biển bãi cháy mới, người ta còn gọi là bãi biển bãi cháy này là một cái bãi biển nhân tạo, bởi vì là cái cát ở đây là cát này là cát trắng, thì dòng cát này nó sẽ không làm đục nước như ở các bãi biển khác. Cát vàng thì mới là đục nước, nhưng ở biển bãi cháy thì nó làm biển nó khá nước, nó khá là trong. Ngày hôm qua Minh Toàn đi ở đây thì bãi biển nó rất là nhiều rác, nhưng mà đến giờ phút này thì đã được cái vệ sinh môi trường dọn rác rất là sạch sẽ rồi, chứ không như ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì có một số cái yếu tố, ví dụ như thời tiết do mưa bão, thành ra là biển nó dồn rác về khu này rất là nhiều. Cái này có dáng khá là xinh đẹp luôn. Lớn
Minh Toàn xin phép là di chuyển cái vị trí này, thành ra là Minh Toàn xin phép là dừng cái video này ở đây. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video để là người đầu tiên xem những cái người các bãi biển cũng như là cuộc sống Hạ Long, cuộc sống của Việt Nam. Thì rất mong các anh chị và các bạn chúng ta nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được theo dõi những video mới thú vị. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.